rồi. Ơi, tao gọi chúng mày nửa ngày đến nơi rồi, mà tại sao bây giờ chúng mày vác mặt đi? Bố chờ chúng mày đến cúng chết đói luôn ở trong kia rồi, hiểu? Cái loại ngu si như mày ý, có mắng mãi cũng chẳng sáng mắt ra được. Anh em họ hàng ở cái nhà này ý, đã được hưởng gì từ mày chưa? Hồi nay còn chưa thấy mặt mũi đứa nào đến ấy. Chúng mày định bao giờ chúng mày mới đến à? Hay là đợi bốc mộ bố rồi mới đến à? Dạ em chào anh ạ. Rồi, anh yên tâm, ở mấy hôm nữa là em gửi đủ tiền cho đại ca ngay ấy mà. Vâng, dạ vâng, anh thông cảm cho em nhé. Vâng ạ. Đúng là cái bọn quạ thả. Bác cả ơi! Anh ơi! Bác cả ơi! Anh! Trời ơi! Tao gọi chúng mày nửa ngày đến nơi rồi, mà tại sao bây giờ chúng mày vác mặt đến? Bố chờ chúng mày đến cúng chết đói luôn ở trong kia rồi, hiểu? Anh ơi, anh thông cảm cho vợ chồng em nhá. Đường xá thì đã ra xôi rồi mà hôm nay trời còn mưa to nữa, em đi giữa đường thì xe hỏng. Xe hỏng hay là tiếc rẻ? Chắc là tranh thủ đi chợ xong mới đến đây đúng không? Kìa anh, cả năm mới có ngày giỗ bố, vợ chồng em nào dám lơ là đâu ạ. Thôi 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 thôi, tao không thừa hơi nói chuyện chúng mày. Mày ấy, đi vào trong bếp chuẩn bị cơm cùng bố đi, nhanh lên. Dạ vợ, cầm cho anh. Em cầm. Anh ơi anh, em có mang ít hoa quả sạch nhà chồng, đĩa với khay anh để ở đâu? Rồi, ít ổi ít quýt ế của cô ấy. Thì đừng cúng bố làm gì, bẩn bàn thờ nhà anh ra nhá. Cứ để đằng ra đằng sau nhà, lát nữa khách khứa đến ý, ai muốn ăn thì lôi ra cho người ta ăn, chứ nhà anh không ăn mấy thứ này đâu. Dạ. Nhá. Anh chào chị ạ. Thư đến rồi hả em? Xong đi buổi sáng cho nó mát, đi buổi chiều làm gì tắc đường bụi bẩn ra. Có xa đâu anh, em đi spa suốt mà. Đúng là người có tiền cũng khác, phong cách khác hẳn người thường nha. Vâng, anh ơi. Vừa rồi em bận quá, em gửi anh chút tiền để mua cho bố nhá. Rồi ôi, anh xin. Đúng là người có tiền khác, nói đến đâu ấy, tiền lòi ra đến đấy. Chả như ai, có ít hoa quả ôi thiêu ấy, cũng bày đặt là thắp hương. Úi dồi ôi, keo kiệt cả người chết luôn ấy. Linh, cả năm này gặp cô đấy. Dạo này sống thế nào rồi? Vẫn bán rau ngoài chợ à? Em có mỗi cái nghề trồng rau rồi đem ra chợ bán thôi mà chị. Vài ba mớ rau thì làm sao đủ tiền mà đi spa. Trông cô kìa, có khác gì U40 không? Em quen với việc ruộng đồng chợ búa rồi nên là bây giờ bảo em đi spa em cũng không quen. Cô đúng là cái loại ngu đấy. Ngày xưa mà nghe tôi đi chơi với cái lão đại gia kia thì bây giờ đâu phải trồng rau. Đấy, mày thấy chưa? Mày có sắc mà không có não nhá. Mày ngu lắm. Anh chị à, bây giờ em đã chọn cuộc sống này rồi, anh chị đừng có trách em nữa. Cái loại ngu si như mày ý, có mắng mãi cũng chẳng sáng mắt ra được. Anh em họ hàng ở cái nhà này ý, đã được hưởng gì từ mày chưa? Hay là mày lại chỉ làm nhục cái nhà này vì cái phận nghèo hèn của mày hả? Vợ chồng em đi làm ăn lương thiện, không làm gì trái với lương tâm cả. Anh chị đừng có trách vợ chồng em nữa. Đúng là lời của những đứa nghèo hèn, đầy tự trọng và sĩ diện. Thôi, Thư vào nhà nghỉ ngơi đi. Còn mày ấy, xuống bếp phụ thằng chồng mày nấu cơm cúng bố cho kịp giờ. Vâng ạ. Nhanh lên. Anh ra ngoài có ít việc, em cứ vào nhà nghỉ ngơi đi nhá. Dạ. Rồi rồi, cơm nước hương khói cho bố thì cũng đã xong xuôi rồi. Cô chú ăn hoa quả nhanh nhanh rồi giải tán đi, để anh còn đi có việc. Tiện đây, anh nhắc nhở hai cô chú luôn. Tháng này là dỗ bố, tháng sau là dỗ mẹ. Chứ cứ cái kiểu mà cứ cầm mấy cái túi hoa quả đến để thắp hương ấy, thì thôi, cô chú thắp hương ở nhà luôn đi, đỡ phải sang tận đây làm gì. Kìa anh, ngày dỗ bố, tuy rằng của cải của vợ chồng em không được nhiều, nhưng mà tấm lòng của vợ chồng em thì cũng không thua kém gì ai cả. Nếu mà bác cả đã nói như vậy, thì tháng sau dỗ mẹ, vợ chồng em sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn ạ. Người chết thì cũng ăn uống được gì đâu, chỉ bổ béo người sống thôi. Chị ơi, mình dâng hương rồi khấn lễ rồi hưởng lộc của bố mẹ, đấy cũng là việc linh thiêng mà chị. Chứ có phải vợ chồng em đến đây để lấy miếng ăn đâu. Lòng thành chỉ là lễ nghi thôi.
nhìn mấy cái mớ hoa quả héo của cô cũng hiểu vợ chồng cô lòng thành đến đâu rồi. Thôi em, em ăn hoa quả đi rồi vợ chồng mình về không muộn. Đúng rồi đấy. Ăn hoa quả nhanh lên rồi còn về, anh còn đi có việc nhá. Thư này, lát nữa ăn xong ấy thì anh đưa em đi cà phê, ngay gần đây mới mở một quán đẹp lắm mà nghe đâu ấy chủ lại là bạn học cũ của em ấy. Thế à anh, nhưng mà không biết có vợ con chưa. Bạn em lại hỏi anh. Nghe phong phanh đâu ấy thì cũng là một đời vợ rồi. Lăng nhăng quá cho nên là vợ bỏ, con cái thì ở với mẹ. Ôi hay thế, để chắc em phải về làm hàng xóm của anh nên ấy. Có tiền chưa em? Anh Tùng. Sao anh lại ở đây ạ? Em tưởng anh đang ở Đồ Sơn. Đúng, tao đang ở dưới Đồ Sơn. Nhưng mà tao nghe đàn em của tao nói ấy, là mày chậm tiền mấy tuần nay rồi, nên tao mới phải từ Đồ Sơn mò tận lên đây để đòi tiền mày đấy. Bây giờ ý mày thế nào? Anh là ai đấy? Sao vào nhà người ta hạnh huệ như thế? Câm mồm, không phải việc của mày. Tao bây giờ là chủ của cái căn nhà này, được chưa? Anh này, anh nói cái gì đấy? Đây là nhà của ba anh em tôi, sao nó lại là của anh được? Đúng, căn nhà này trước đây là của ba anh em chúng mày. Nhưng mà thằng Minh ấy, nó đã cầm cố căn nhà này cho tao. Bây giờ lãi mẹ để lãi con, lãi con để lãi cháu lại để lãi chắt. Nên là ấy, tao tuyên bố tịch thu căn nhà này. Còn thằng kia, bây giờ ấy, một là mày giao nhà cho tao, hai là tao xin mày cái cánh tay, chọn đi. Kìa thư, cứu anh. Cứu làm sao được mà cứu. Tôi và anh Minh là anh em thật, nhưng mà tao đã chuyển ra từ lâu rồi, tôi và em không liên quan nữa. Kìa thư, thế bây giờ em thấy anh cận kề cái chết như thế mà em không cứu à? Bàn thờ bố mẹ ở đây, chẳng em lại để người khác chặt tay anh. Cứu làm sao được, nhìn anh ta cao to đen hôi đấy kia, làm sao tôi ngủ với anh ta được? Cái gì? Mày nghĩ là mày ngủ với tao mà mày trả được hết số nợ cho thằng anh mày á? Hả? Mà thôi cũng được, trông con em mày cũng có vẻ ngon đấy. Thôi, thế thì cho con em mày xuống Đồ Sơn với tao. Tao nghĩ là hợp với mấy cái ba ở dưới đấy đấy. Còn mày điên à? Đồ khùng. Thì thôi, em không đi theo anh ta thì em đưa tiền cho anh ta cũng được. Em đã đưa hết tiền cho anh rồi, còn đâu nữa? Em mới đưa anh có 5 triệu thôi mà. Thì đấy, tất cả đấy rồi, không còn nữa đâu. Thế mấy năm qua là không có tiền tiết kiệm luôn á? Ôi giời ơi, tiền đấy đập hết vào thẩm mỹ rồi, làm mắt, làm mày, rồi tiêm filler, làm gì còn. Ủa, thôi, không lằng nhằng nữa. Thế này nhá, bây giờ tao cho mày hai phương án. Một là cánh tay, hai là nhà, mày chọn đi. Đến giờ này ấy, thì thôi, nhà cũng chỉ là nơi để về thôi, tay chân thì mới theo mình cả đời được. Thế cho nên là anh quyết định. Không được, đây là kỷ vật bố mẹ để lại, anh không chăm lo được cho cái nhà này ấy, thì anh cũng không được bán. Tao là con trưởng, tao quyền quyết định. Mày đi lấy chồng rồi ấy, mày có quyền gì ở trong nhà này? Anh không nhớ trên di chúc mẹ đã viết gì à? Căn nhà này là quyền sở hữu của ba anh em, nên là trên mặt pháp lý mà nói thì em vẫn có quyền quyết định cho căn nhà này. Thằng chó này, mày lừa tao à? Sao mày nói đây là căn nhà của mày? Anh bình tĩnh ạ. Anh thư thư cho em vài hôm rồi em thuyết phục chúng nó giao nhà cho anh. Anh nợ người ta bao nhiêu? 2 tỷ bằng căn nhà này. Cái gì cơ? Tận 2 tỷ á? Nó nợ tao có 1 tỷ thôi, nhưng mà 1 tỷ còn lại ấy, nó là tiền lãi. Nhưng mà nếu trong ngày hôm nay ấy, chúng mày không trả đủ tiền cho tao, thì sang ngày mai cả gốc lẫn lãi sẽ là 3 tỷ. Cái số tiền đấy ấy, đủ để tao thuê một thằng đến chặt cả tay lẫn chân của mày đấy mình. Thôi em à, tình huống cấp bách. Tiền nó cũng chỉ là vật ngoài thân thôi, còn anh em mới là người quan trọng em à. Số tiền đấy tôi sẽ đưa cho anh, nhưng mà với một điều kiện, anh phải mang đầy đủ giấy tờ đến đây đã. Mày nói cái gì thế Linh? Mày có biết là bao nhiêu tiền không? Không phải mớ rau ngoài chợ của mày đâu. Chị đừng có khinh thường mớ rau em bán. Đúng là giá trị của nó không được bao nhiêu, nhưng mà số tiền đấy cũng đủ để vợ chồng em xây căn nhà. Bây giờ anh Minh đã xảy ra trường hợp như thế, em phận làm em mà không giúp đỡ thì bố mẹ ở trên kia làm sao mà yên lòng. Anh xin lỗi các em. Thực sự
Anh rất xấu hổ vì hành động trẻ con của anh ngày hôm nay. Anh Minh à, thực sự là cũng không có chuyện gì đâu. Bố mẹ đã dạy anh em như thể tay chân. Tuy vợ chồng em nghèo thật, nhưng mà vợ chồng em cũng hiểu cái đạo lý ấy anh ạ. Thế nào? Thế bây giờ chúng mày định tính thế nào? Thế này đi. Bây giờ ấy, anh mang đầy đủ giấy tờ đến đây, tôi sẽ đưa tiền mặt cho anh. Nghe anh hợp lý phết nhở. Nhưng mà này, tao dặn trước nhá. Nếu như mày mà lươn lẹo như thằng anh của mày ấy, thì không chỉ là anh mày đâu, mà tao sẽ băm nát cả bốn anh em mày ra đấy, biết chưa? Ôi anh ơi, anh đừng băm em ạ, em chỉ là người ngoài thôi. Ngậm mồm. Bây giờ tao sẽ về nhà lấy giấy tờ. Sau khi mà tao quay trở lại ấy, tao muốn nhìn thấy 2 tỷ được để ở trên cái bàn này. Ok. Còn thằng kia, từ giờ mà tao thấy mày bén mảng đến chỗ tao ấy mà cá độ ấy, tao sẽ lột xác mày ra, hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Anh cảm ơn hai đứa. Hôm nay đã cứu anh. Anh đừng có nói thế. Anh không nhớ mẹ đã dạy gì cho chúng ta hả? Mẹ bảo là anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dỡ hai đỡ đần. Chị cũng xin lỗi hai đứa. Từ nay anh em mình lại sống yêu thương đùm bọc nhau như bố mẹ đã dạy mất.